Quý vị thân mến, như các bạn đã biết, Trần Thị Nguyệt Thu là phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước của chồng bà là Nguyễn Xuân Phúc từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023 khi ông từ chức giữa một loạt vụ bê bối tham nhũng. Trước đây, bà là phu nhân của Thủ tướng trong nhiệm kỳ Thủ tướng của chồng bà từ năm 2016 đến 2021. Bà được biết đến với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên diện tà áo dài truyền thống của Việt Nam và được báo chí Việt Kiều mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng bà Thu dính tới những lùm xùm và bê bối trong hàng loạt đại án tham nhũng lớn của Việt Nam như vụ chuyến bay giải cứu, đại án Việt Á. Đây đều là hai đại án của Việt Nam thuộc diện quản lý, theo dõi của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vậy sự thật, những thông tin là như thế nào? Còn những bí mật gì liên quan đến bà chưa được báo chí tiết lộ? Mời quý vị đón xem trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cùng điểm qua những thông tin về chồng bà Trần Thị Nguyệt Thu. Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông được gọi theo thông lệ miền Nam là Bảy do là người con thứ 6 và là con út trong gia đình. Cha ông là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1918, hiện đang sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước năm 1954, tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Ông cùng mẹ và các anh chị ở lại quê nhà, thuở nhỏ theo học ở trường làng. Mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Một người chị của ông bị quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa giết sau một trận đánh vào năm 1965. Năm 1966, mẹ ông cũng bị giết. Ông sống cùng người chị gái tại quê nhà một thời gian, sau đó được những người đồng chí của cha mẹ ông bí mật đưa ra Bắc học theo chế độ của học sinh miền Nam năm 1967. Ông hiện sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và khi làm việc tại Hà Nội, ông cư trú tại nhà công vụ số 11 Chùa Một Cột, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nguyễn Xuân Phúc theo học phổ thông cơ sở ở quê nhà Quảng Nam, Đà Nẵng, giai đoạn 1966-1968. Ông lên chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Ông theo học phổ thông, đồng thời là bí thư đoàn trường cấp 3 những năm 1968-1972, tốt nghiệp giáo dục phổ thông 10/10 năm 1972. Từ năm 1973, ông ra thủ đô Hà Nội, theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, tham gia hoạt động trong phong trào đoàn thanh niên, từng làm bí thư chi đoàn. Đến năm 1978, ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn B, Nga văn B. Những năm 1990, ông theo học ngành quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đến năm 1996, ông được cử theo học ngành quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Ngày 12 tháng 5 năm 1982, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức là ngày 12 tháng 11 năm 1983. Vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Ông có hai con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, kết hôn với Vũ Chí Hùng năm 2009, hiện là doanh nhân, cổ đông lớn của trường quốc tế Gateway. Con trai ông là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Chánh văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Con rể ông, Vũ Chí Hùng, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính Việt Nam. Ông có anh trai tên Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1947, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông có chị gái tên Nguyễn Thị Thuyền, em kế ông Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1952 và một chị gái đầu đi du kích bị lính Mỹ bắn chết. Kể từ khi chồng bà là Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng năm 2016 và làm Chủ tịch nước năm 2021, bà Trần Thị Nguyệt Thu đã tháp tùng ông Phúc trong nhiều chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp nhiều quan chức nước ngoài. Trong đó có việc đón tiếp các đệ nhất phu nhân và phu nhân của các nguyên thủ nước ngoài. Bà được biết đến với phong cách thời trang của mình, thường mặc áo dài truyền thống của Việt Nam và luôn kết hợp màu sắc của nó với chiếc cà vạt của chồng. Điều này đã trở thành một cơn sốt trên Internet ở Việt Nam. Bà Trần Thị Nguyệt Thu có hai người con với Nguyễn Xuân Phúc. Con trai bà là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Chánh văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Con gái bà là Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, là nữ doanh nhân, cổ đông lớn của trường quốc tế Gateway Hà Nội. Trang kết hôn với Vũ Chí Hùng, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính Việt Nam. Bà Thu đã nhận được tranh cãi do gia đình bà bị cáo buộc có liên quan đến việc nhận hối lộ từ Giám đốc Việt Á là Phan Quốc Việt trong đại án Việt Á. Theo một số nguồn tin không chính thống, bà Thu đã bị Bộ Công an triệu tập lên làm việc
để làm rõ việc bà nhận số tiền 1.400 tỷ đồng từ Việt Á. Ngoài ra, bà Thu còn dính đến loạt bê bối nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu, nguyên nhân một phần khiến chồng bà từ chức. Tuy nhiên, chồng bà là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bác bỏ các thuyết âm mưu trên với tuyên bố trong lễ bản giao công tác Chủ tịch nước vào ngày 4 tháng 2 năm 2023. Gia đình tôi, vợ và các con tôi đều không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này xin được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Trong quá trình tìm hiểu về vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi tìm về quê hương của ông Nguyễn Xuân Phúc để lắng nghe những người dân quê ông, những người bạn của một tuổi thơ gian khó để hiểu thêm về ông. Trong ký ức của ông Võ Ngọc Hoàng, 63 tuổi, ở thôn Hương Quế Tây, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, người bạn thời tuổi thơ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Được biết, ông Phúc là người hiền lành, chịu khó, không sợ gian khổ và thông minh, sống chan hòa với nhiều bà con thương mến. Rót nước trà tiếp khách, ông Võ Ngọc Hoàng cho biết, trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1964, tôi và ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ở thôn 9, nay là thôn Hương Quế Tây, xã Quế Phú và học ở trường làng. Trong thời gian ấy, do chiến tranh bom đạn nên bọn tôi thay đổi trường học liên tục. Chúng tôi đi học nhiều lúc phải nhịn đói, cơm không đủ ăn. Thế nhưng, cho dù điều kiện học tập và cuộc sống hết sức gian khó, ông Phúc vẫn học rất giỏi. Ngoài ra, tôi và ông Phúc còn tham gia hoạt động du kích địa phương, sinh hoạt đội thiếu niên tiền phong. Lúc nào ông ta cũng rất năng nổ, nhiệt tình. Ông Hoàng nhớ lại, hồi nhỏ ông Nguyễn Xuân Phúc có hoàn cảnh đặc biệt. Từ nhỏ đã phải sống xa bố, do bố ông tập kết ra Bắc từ những năm 1945. Ông ở nhà với mẹ và anh chị em. Đến năm 1965, sau trận địch tấn công vào vùng giải phóng, chị gái của ông Phúc là bà Nguyễn Thị Phụng tham gia đội du kích đã anh dũng chống cản và hy sinh tại núi Hồn Cát. Chưa nguôi đau thương thì đến năm sau là năm 1966, mẹ ông Phúc bị địch sát hại vì phát hiện bà nuôi dưỡng bộ đội cách mạng nằm vùng. Ngôi nhà tranh của chị em ông Phúc ở bị giặc đốt. Ông Phúc bấy giờ mới 12 tuổi. Từ ngày mẹ mất, ông Phúc sống cùng chị gái và được bà con hàng xóm thương yêu, đùm bọc. Đến khi ông Phúc lên chiến khu và ra Bắc học tập giữa năm 1967-1968, ông Hoàng chia sẻ với ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc là một người tốt bụng, sống giản dị, thật thà và rất được bạn bè, bà con hàng xóm thương yêu, quý mến. Kể cả khi trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhưng mỗi lần về quê hương, ông luôn thể hiện là một người có tình có nghĩa, nên được người dân địa phương thương yêu, quý mến. Cứ đến ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, ông Phúc thường hay về thăm quê hương và cùng tham gia buổi gặp mặt các đồng đội, bạn bè, thương binh và các gia đình liệt sĩ tham gia cách mạng. Còn theo ông Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thời gian từ 1997 đến 2004, tỉnh Quảng Nam còn rất khó khăn nên lúc bấy giờ công nghiệp còn đang manh mún chưa phát triển. Nhưng ông Phúc, thời điểm đó làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vạch ra nhiều đường lối, chính sách để hỗ trợ nông dân và thực hiện tốt nghị quyết 19 của Đảng bộ tỉnh. Ông Mai nhớ lại, ông Phúc nhận định muốn phát triển được nông thôn và giúp nông dân phải đầu tư xây dựng đường xá thật kiên cố. Nhờ đó, nông dân mới bớt khổ, vận chuyển lưu thông hàng hóa cũng thuận tiện hơn. Nông dân cũng mạnh dạn đầu tư máy móc, mở rộng trang trại làm ăn. Nhận định này được lãnh đạo tỉnh đồng tình, nhân dân ủng hộ. Thế là ở tỉnh Quảng Nam thực hiện chiến lược bê tông hóa giao thông nông thôn theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm. Cụ thể, tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định mỗi mét đường bê tông nông thôn, tỉnh hỗ trợ 9 bao xi măng, còn lại nhân dân đóng góp thêm. Chưa hết, thấy nông dân trong tỉnh còn quá khó khăn về vốn, chưa dám mạnh dạn đầu tư máy móc, phát triển sản xuất, xây dựng trang trại gia trại. Ông Phúc chăn trở và xây dựng nên mô hình quỹ hỗ trợ nông dân. Khi mô hình quỹ hỗ trợ nông dân ra đời, dù nguồn kinh phí tỉnh còn hạn hẹp, nhưng hàng năm, ông Phúc vẫn yêu cầu chi cho quỹ hàng tỷ đồng để giúp nông dân. Từ đó, nông dân trên địa bàn mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế vườn, đầu tư máy móc sản xuất, xây dựng trang trại, mạnh dạn mở rộng đầu tư, làm ăn. Theo ông Mai, ông Phúc lúc nào cũng hướng đến ngành nông nghiệp, giúp đỡ nông dân và chăm lo đời sống cho dân là trọng tâm. Nhờ vào sự dám quyết, dám làm của ông Phúc mà đời sống nông dân Quảng Nam khấm khá hơn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Vị nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, khó mà nói hết những gì ông Phúc đã làm được cho dân.
Video hôm nay của Dấu tích lịch sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý khán giả thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.